cô giáo lương ngắm nhìn vụ nổ lớn với trương dịch mà cảm thán anh đúng là gà chó không tha mà rõ ràng trong tình huống này khả năng có thể thoát ra ngoài của bọn họ rất nhỏ nhoi trương dịch bật cười mà đáp lại cứ coi như là mua cái bảo hiểm đi trương dịch sử dụng dị năng lấy ra chiếc xe đi trên tuyết rồi nói nhưng làm như vậy vẫn chưa xong trương dịch bước lên xe cũng không quên quay lại hỏi cô giáo lương đi tôi đưa cô đến một nơi khác sau đó trương dịch và cô giáo lương một xe chú vưu và xuân lôi một xe hai người di chuyển đến một điểm khác Trương Dịch vừa lái xe vừa xem bản đồ, cô Giáo Lương tò mò cứ chăm chú nhìn Trương Dịch. Trương Dịch nhìn bản đồ trên điện thoại mà cảm thán, "Đây là bản đồ kết cấu nội bộ của căn cứ Tây Sơn." Chuyển cảnh đến phía khác, nhóm Trương Dịch đã di chuyển đến sơn mạch bên ngoài căn cứ Tây Sơn, phía xa xa có bóng người của ai đó. Cô Giáo Lương thấy được có người phía trước liền nói, "Vậy mà đến chuyện này anh cũng nghĩ đến?" Trương Dịch giải thích cho cô nghe, "Theo bản đồ kết cấu căn cứ Tây Sơn, tôi đã phát hiện một đường thông đạo thoát hiểm của khoang sinh mệnh thứ nhất." Trương Dịch khẳng khái nói, cái này để cho ai dùng thì cũng không khó đoán. Rồi anh tiếp tục đạp mạnh chân ga đuổi theo. Cô giáo lương khi còn ở trên xe khi thấy được đối tượng liền tức giận nói lớn, Trần Hy Niên. Trần Hy Niên quay người lại mà hoảng loạn, không ngờ thời gian ngắn vậy đã đuổi đến đây rồi sao, Trương Dịch đáng chết này. Nhóm Trần Hy Niên liền dừng lại để chống cự, ông ta mặt đầy khó hiểu mà hỏi, vì sao, vì sao đến bước đường này rồi mà vẫn đuổi đến đây. Ông ta loay hoay suy ngẫm mọi chuyện, ngoài khoang sinh mệnh thứ nhất ra, khu vực gần trong tâm phát nổ của căn cứ gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Mình phải bỏ vợ bỏ con, không dễ dàng gì mới có chạy ra ngoài được, cuối cùng vẫn chết trên tay của cậu ta sao? Trương Dịch thấy Trần Hi Niên cùng hai tên cấp dưới dừng lại thì cậu cũng dừng xe, cậu cùng cô giáo lương xuống xe rồi từ từ bước tới. Trương Dịch bước lại gần rồi hỏi, đây không phải lãnh tụ của căn cứ Tây Sơn sao? Ngài là một nhân vật lớn sao chạy mà không nói tiếng nào vậy? Trần Hi Niên thấy Trương Dịch tiến lại gần thì hoảng loạn cả lên. Trương Dịch, cậu đừng manh động, tôi nghĩ giữa chúng ta vẫn có thể đàm phán được. Trần Hy Niên sợ đến mức giơ một tay lên đầu hàng. Ông lắp bắp nói, cậu không thể giết tôi. Trần Hy Niên tôi cũng là nhân vật có địa vị có thân phận. Hơn nữa cậu giết tôi sẽ phá vỡ cân bằng các khu vực của thành phố Thiên Hải. Đến lúc đó, không biết bên ngoài có bao nhiêu yêu ma quỷ quái sẽ đến đây. Các người sẽ phải đối mặt nguy cơ càng nguy hiểm hơn. Trương Dịch nghe vậy thì lấy tay vuốt nhẹ cầm mà suy tính. Những chuyện này không phải là mình không biết. Nghĩ xong cậu liền quay sang mà nói cười tự tin ông nói thế nào thì là thế sao ông cũng không tự xem dáng vẻ của bản thân bây giờ đi dáng vẻ hiên ngang của trương dịch và cô giáo lương khiến trần hy niên sợ hãi vô cùng ngay sau đó chú vưu và từ xuân lôi chặn luôn lối đi phía sau khi này trần hy niên cũng đã phát hiện được tình thế này trương dịch khoanh tay lại mà nghiêm túc nói chó nhà có tang không có tư cách để bàn chuyện điều kiện với tôi cô giáo lương liền rút thanh kiếm với một trạng thái đầy lửa giận đối với trần hy niên ông ta thấy vậy đổ mồ hôi lạnh van xin bây giờ loạn thế không thể không dùng những hình phạt hà khắc nếu tôi không làm như vậy thì tất cả mọi người đều chết. Ông ta hướng tới phía Trương Dịch mà nói tiếp. Trương Dịch, cậu là thiên tài. Chỉ cần chịu hợp tác với tôi, dựa vào năng lực của cậu và nhân lực và trí tuệ của bên tôi. Chúng ta nhất định có thể xây dựng lại căn cứ Tây Sơn thật lớn mạnh. Trương Dịch cũng chỉ đứng im nghe mà cười thầm. Làm gì còn có nhân lực nào nữa đâu. Bị ta giết hết cả rồi. Trần Hy Niên tự tin vui vẻ nắm chặt lòng bàn tay nói. Đến lúc đó chuyện hai người chúng ta xưng bá cả thành phố Thiên Hải cũng dễ như trở bàn tay trương dịch liền sử dụng dị năng mới thức tỉnh cậu nói lớn nói nhiều thật đấy ngại quá những gì ông nói xuống dưới mà nói cho nhân sự của ông mà nghe ngay khi trương dịch sử dụng dị năng tấn công từ xa trần hy niên bị giết ở một khoảng cách xa khiến hai tên bảo vệ ngớ ngàng trần hy niên đang xuất nằm bẹp xuống mặt tuyết hai tên nhân sự lo lắng chạy tới mà lớn giọng gọi lãnh tụ trương dịch mặt mày sắc lạnh tuyên bố lớn giọng nói ông nói nhiều thật đấy thật ngại quá tôi không cần hai tên nhân sự của trần hy niên liền lao tới phía trương dịch trả thù trên tay hắn ta cầm lựu đạn mà la lên đi chết đi trương dịch thấy vậy liền rút súng ra ngay lập tức trương dịch nổ súng bắn vào hai chân của hai tên nhân sự kia hai tên nhân sự của trần hy niên kia nhanh chóng ném hai trái lựu đạn về phía trương dịch trương dịch nhanh chóng sử dụng dị năng không gian hấp thu chặn lấy vụ nổ vụ nổ qua đi trương dịch tiến lại gần hai tên nhân sự này tên kia nằm bẹp dưới tuyết lớn giọng nói ngươi đừng qua đây Trương Dịch ngay lập tức sử dụng dị năng phóng thích ra ngọn lửa vụ nổ khi nãy. Tên kia liền bị Trương Dịch đốt thành cho trước mặt tên nhân sự còn lại. Trương Dịch tiến đến nắm lấy nón của tên nhân sự còn lại với một tốc độ đáng gờm. Trương Dịch sử dụng dị năng, thứ nguyên chi môn, bóp méo không gian lên tên nhân sự này. Ngay lập tức chiếc đầu của hắn ta bị biến mất, chỉ còn lại thân thể không đầu. Trương Dịch đắc ý cười, khả năng kiểm soát sức mạnh dị năng không gian của mình càng ngày càng thuần thục hơn rồi. Sau đó Trương Dịch liền phóng thích lửa bên trong dị năng ra ngoài, phi tang không còn dấu vết. Cô giáo lương bước tới nói, cậu có cần thiết phải làm như vậy không? Cô giáo lương tiếp tục nói, cậu quá cẩn thận. Hiện tại toàn bộ căn cứ Tây Sơn đã bị cậu tiêu diệt và phá hủy. Cậu còn lo lắng gì nữa? Trương Dịch thở dài đáp. Trần Hy Niên trước đây là một nhân vật lớn của thành phố Thiên Hải. Không biết được rằng hắn ta có bối cảnh xã hội phức tạp như thế nào. Trương Dịch thản nhiên nói thêm. Nhớ đâu sau khi hắn ta chết có người đến báo thủ thì sao? Cô giáo lương trả lời. Bây giờ là lúc nào rồi? Cậu có nghĩ điều này có thể xảy ra được sao? Trương Dịch thản nhiên thư giãn gân cốt mà trả lời, mọi nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cho nên phải loại bỏ. Trương Dịch quay người lại cô giáo Lương mà cười nhẹ một cái. Nếu cô cân nhắc kỹ hậu quả trước khi đến căn cứ Tây Sơn thì mọi chuyện đã không kết thúc như thế này. Câu này khiến cô kinh ngạc không nói nên lời. Cô giáo Lương nghe xong liền trầm tư suy nghĩ, đúng thế, nếu mình mà suy nghĩ kỹ hơn thì có lẽ đã không có nhiều học sinh phải chết vô tội như vậy. Ở phía xa vang lên tiếng của Trương Dịch, "Chú Vưu" Từ mập, chúng ta về thôi. Cả ba liền tiến đến chiếc xe trượt tuyết mà đi về, cô giáo Lương suy nghĩ xong liền vẫy tay gọi, "Đưa tôi đi đón học sinh của mình trước." Rồi hai chiếc xe lại khởi hành lên đường, cả bốn người đều im lặng trên chuyến đi. Sau khi đến nơi một nam sinh vui vẻ hớn hở chạy ra chào đón, "Cô giáo Lương." Trương Dịch ở bên trong chiếc xe không quên dặn dò cô Lương, "Chúng tôi quay về trước đây, nhân tiện như đã thỏa thuận, tôi sẽ cung cấp cho cô chỗ ở và một số đồ ăn và vật tư." Ngay khi cô Giáo Lương đóng cửa xe lại thì Trương Dịch nói tiếp, sau đó cô sẽ di chuyển đến thôn Từ Gia, nơi đó có rất nhiều ngôi nhà trống có thể sinh sống. Cô Giáo Lương liền trả lời, "Cậu có thể quay lại rồi đưa chúng tôi đến đó được không?" Trương Dịch thẳng thắn nói, "Cô Lương, tôi đã hoàn thành thỏa thuận của chúng ta rồi, chúng ta coi như xong." Trương Dịch lại cười mà nói tiếp, "Để bày tỏ lòng biết ơn của tôi với cô, tôi hứa sẽ cung cấp cho cô và các học sinh của cô một số thức ăn và nơi ở. Nếu cô còn muốn nhiều hơn nữa thì Trương Dịch liền mặt dày ra hiệu với một hành động khó hiểu. Anh nói, cô phải đưa ra đủ lợi ích để đổi lấy mới được. Cô Lương nhìn Trương Dịch đầy phấn khởi mà trả lời, tôi, tôi tưởng chúng ta đã là bạn rồi. Trương Dịch vui vẻ nói, chính là vì chúng ta là bạn nên mới phải nói năng rõ ràng. Trương Dịch vui như một đứa trẻ nói tiếp, chỉ có cách này, hòa khí của chúng ta mới không ai bị tổn thất. Cô giáo Lương thở dài đáp, được rồi, chúng tôi có thể tự mình đi tới đó. Sau đó cô giáo Lương cùng học sinh của mình rời đi. Trương Dịch không quên vẫy tay chào nồng nhiệt, "Bái bai, hẹn gặp lại cô ở thôn Từ gia." Sau khi thấy cô giáo Lương rời đi, Trương Dịch tỏa một nụ cười nham hiểm nghĩ, "Học sinh của cô không có cũng không sao, nhưng không có lý do gì để tôi phải buông tay vì một đám người lạ để mất một người có năng lực mạnh cả." Trương Dịch nhìn bóng lưng cô giáo Lương rời đi mà chốt hạ một câu, "Sớm muộn gì tôi cũng phải biến cô trở thành người của tôi."